Chuyển sang thông tin của các đội tuyển thể thao trong nước. Thất bại trước U21 Thái Lan cách đây ít ngày ở giải giao hữu Nations Cup tại Malaysia cho thấy cách chơi của U21 Việt Nam vẫn còn khá nhiều hạn chế. Dẫu vậy, với một đội hình gồm những cầu thủ lứa U19 thì màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở trận tranh hạng 3 với Singapore vào chiều ngày hôm qua có thể nói đã đem tới những tín hiệu lạc quan. Cũng giống như trận thua trước Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của giải, kinh nghiệm vẫn là hạn chế lớn nhất với U21 Việt Nam. Ở trận đấu tranh hạng 3 với U21 Singapore trừ qua, U21 Việt Nam đã áp đặt thế trận và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, chúng ta lại phải nhận hai bàn thua ở khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Trong bối cảnh bị dẫn bàn, tinh thần thi đấu của U21 Việt Nam đã được thể hiện rất đúng lúc. Đầu tiên phải kể đến hai bàn gỡ, một cú Huỳnh Tấn Sinh trên chấm phạt đền và một của Đức Trinh trong khoảng thời gian đủ giờ để đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu. Và sau đó loạt sút mà những tưởng kinh nghiệm sẽ là điểm yếu của U21 Việt Nam thì các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy được sự chính xác ở những cú đá của mình để vượt qua đối thủ với tỷ số 5-4, qua đó giành vị trí thứ 3 của giải. Còn ở trận chung kết diễn ra sau đó, U21 Thái Lan đã giành chức vô địch với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Malaysia. Chiều nay, những người đàn anh của U21 Việt Nam tại đội tuyển quốc gia cũng sẽ đụng độ với đối thủ Singapore tại chung kết giải giao hữu AYA Bank Cup. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Hữu Thắng đã tỏ ra khá thận trọng khi đề cập tới sức mạnh của đội tuyển đảo quốc sư tử. Gặp một đối thủ Singapore, họ cũng là một đội bóng tiến bộ rất nhiều thời gian vừa rồi đấy, thì chúng ta phải nên, tôi nghĩ tôi luôn luôn tôn trọng đối thủ, và tôi cũng muốn nói với học trò rằng là tất cả những cái điểm mà mình bước chân vào trận đấu thì phải có cái niềm tin của chiến thắng và muốn cống hiến cho trận đấu tốt để không phụ lòng người hâm mộ. Đó là cái mà quan trọng nhất của đối với tôi. Đội xuất phát ở trận đấu tới đây sẽ có một vài sự thay đổi so với chiến thắng trước Hồng Kông Trung Quốc, nhưng với riêng trường hợp của Công Phượng, tiền đạo này gần như chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương cổ chân chưa hồi phục. Trận chung kết AYA Bank Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra vào lúc 18:30 chiều tối nay